Hello. Nãy giờ các bạn thấy là từ cái đoạn đường từ trong nhà mình, cái đường này là một trong những cái highway mà gọi là đi thường xuyên nhất. Thì hôm nay trời rất là đẹp ở tiểu bang mình, thì cái đợt bão vừa rồi á, nó không có đi qua giữa North, North ý mình nói là North Carolina với lại South á, nó có cái núi, thì cái núi đó hầu như á, là nó chặn everything, nó chặn bão rồi nó chặn mưa, rồi mấy cái đợt không khí lạnh rồi đó là nó chặn hết, nghĩa là cũng có mặt tốt và cũng có mặt xấu. Thì tốt là gì, như các bạn thấy đợt rồi thường bão rồi đó, thì ngay chỗ Gastonia, nghĩa là cách của mình có khoảng 20 mile thôi, 22 mile, mà nó chịu đủ hết đấy, nó chịu đủ mưa gió bão bùng cây đổ đồ này nọ, nhưng mà ở chỗ mình thì nó không có, nó không bị gì hết. Thì đó là mặt lợi. Thunderstorm đồ cũng, thunderstorm thì có nhưng mà nói bão tropical đồ thì không có. Nhưng mà vào mùa hè mưa cũng không có luôn. That's why cái khu chỗ mình đó là tưới nước hơi bị nhiều, là mấy cái bạn thấy là ở đây ở sân nhà rồi đó nó hay có cỏ rồi đó, thì bởi vì nó không có mưa như vậy cho nên phải tốn thêm cái vụ tưới nước, và hầu như là phải tưới một tuần mình tưới 3 lần, 3 4 lần, có nhà tưới every day, mình ít hơn thì mình tưới ít hơn, rồi có nhà thì bỏ luôn, không tưới luôn, cỏ chết luôn. Đó thì đó là một trong cái ví dụ. Thì cái đợt vừa rồi cơn bão thì cái chỗ mình nó vẫn bình thường, nó có mưa nhưng mà nhiệt độ nó vẫn duy trì được ở khoảng 32 33, thì bình thường nó là như vậy rồi. Mùa đông mà. Thì nó nằm ở đó, nhưng mà không có tuyết, không có mưa gì hết, mọi thứ là bình thường hết. Đó thì hôm nay thì bạn thấy nó nói dự đoán nhiệt độ nó sẽ lên được 57 độ vào buổi trưa, nên bạn thấy nắng gắt như vậy đó. Chỗ mình đó thì có Walmart, rồi có cái gì ta, Publix, rồi Target đồ này nọ, Lowe, nhưng mà muốn đi Costco thì phải đi xa. Thì trên đây là cái đoạn đường mà các bạn thấy mình sẽ đi. Thì trên đường thì mình sẽ, các bạn có chia sẻ cái gì? Nó tăng minimum wage, nghĩa là mình sẽ nhận được nhiều tiền lương hơn và income của mình sẽ nhiều hơn. Yeah, đó là một cái khía cạnh nhỏ xíu rất là đúng của tăng cái thuế thôi. Lương cái lương lương gọi là lương minimum là gì? Lương tối thiểu. Nhưng trong khi sau đó, bạn nghĩ giả sử như thằng truck driver là cái người mà lái xe truck đó, nó tăng cái minimum wage lên thì tức là cái thằng chủ phải trả nó nhiều hơn. Mà thằng chủ trả nhiều hơn thì nó lấy cái tiền đâu mà nó cón qua, thì nó phải tăng cái phí sản phẩm lên đúng không? Bạn tăng có một người thì thằng chủ nó có 100 người, nó sẽ tăng 100 người đó vô cái sản phẩm của nó lên 100 lần. Và nó không phải là một phần đó, rồi phí xăng cộ everything nó sẽ bắt lớp nó tăng lên. Bạn tăng lương có vài đồng nhưng mà mọi thứ bạn đâu có xài mỗi sáng, bạn xài đồ ăn, nước uống, tiền điện, tiền nước, rồi tiền ăn uống mỗi ngày. Mọi cái thứ đó nó đều tăng lên, và bạn nghĩ cái tăng lượng minimum wage đó nó có giúp ích được cho ai không? Không có giúp ích được cho ai hết đấy. Rồi cuối cùng á, bạn tăng lên minimum wage, rồi cuối cùng cái phần đó nó cũng không có đủ. Ví dụ hồi bữa mình có đọc một cái phần đó, hồi xưa nó nói giả sử một cái vị trứng đi, cái lương thấp thì mình vẫn mua được vị trứng và mình dư vài cent. Khi mà nó tăng cái minimum wage lên á thì cái tiền tăng lên nó còn không đủ mua cái vị trứng nữa. Thì đó là cái sự thật về tăng minimum wage. Khi mà bạn nhìn xa, bạn hiểu nhiều hơn về cái phần đó, bạn sẽ thấy minimum wage nó không có giải quyết được cái việc gì hết đấy. Nó chỉ làm cho cái tiền lạm phát và cái giá trị đồng tiền nó thấp xuống thôi. Thì cái cách quan trọng nhất để làm tăng cái lợi ích của người dân đó là công việc. Tại hồi xưa mình với bạn nhìn lại rất là kỹ đi, bất kỳ ai mà có công việc đàng hoàng, họ đều dư sức, họ có thể mua những cái đồ ăn mắc tiền, nó như là càng ghẹ càng cua rồi này nọ. Miễn là bạn có việc làm thì bạn đủ sức bạn trang trải qua cái đó. Rồi bây giờ nếu mà tăng minimum wage lên, chắc chắn là không đủ cái gì hết á, thì nó sẽ quay lại như Việt Nam. Đó xoay Việt Nam làm lụng bà nội luôn, tại cái tiền làm ra nó không có đủ chi trả cho cái gì hết. Thì cái nước Mỹ nếu mà cứ kiếp tăng lên như vậy thì nó sẽ quay qua cái tình trạng đó.
khi mà vật giá nó leo thang nhiều quá thì cái giá trị nó xuống. Bây giờ nói về mình là một công nhân viên đúng không, bây giờ chuyển qua một ông chủ. Hồi xưa mình mở một cái công ty mà cái sản phẩm của mình bán ra, tại vì minimum cái lương đồng lương nó thấp, mình không có cần phải cắn nhiều đồ vô tiền lương như vậy, thì cái giá trị thành phẩm á, cái một cái giá của cái sản phẩm nó sẽ ít đi, và như vậy cái khả năng cạnh tranh nó sẽ lên. Nhưng mà khi mà bạn yêu cầu tăng minimum wage rồi tăng nhiều cái safety này nọ, những cái tiền đó nó không có đi, nó không có biến mất đâu, nó chỉ áp vô cái giá trị cuối cùng, cái mức giá của cái sản phẩm bạn bán ra. Và khi cái giá của bạn nó đang tuột trên trời thì ai mà mua. Thì từ đó, đó là cái lý do một là người ta đẩy cái công ty đó ra ra nước ngoài, nhất là những cái nơi mà có nguồn nhân công rất là rẻ và không có care về mạng người. Trung Quốc là một cái ví dụ, thì nó đẩy ra bên đó. Thì nhiều người nói ồ thì good, miễn mình có đồ mình xài thôi. Nhưng mà em biết khi mà cái nó mang sản phẩm ra nước ngoài như vậy, mình không có quản lý được. Tại vì rõ ràng về cái safety nó đã different, thì cái quality, tức là cái chất lượng sản phẩm nó cũng phải different. Tại bạn đã chấp nhận một cái đất nước mà một cái nơi sản xuất mà cái giá thành nhân viên nó thấp hơn, không có khi về nhiều về safety, thì tại sao nó phải bắt buộc nó phải follow cái quality của cái sản phẩm của mình. Đó là cái điều thứ nhất. Cái điều thứ hai là cái phụ thuộc. Tại vì khi mà đưa bên Mỹ mà đưa qua một cái công ty nước ngoài, giả sử như Mỹ thì ok tại sát bên, nhưng mà xuống tốt bên Trung Quốc ship qua ship lại bèo bèo cũng phải 2-3 ngày, và khi mà ship số lượng lớn á nó bèo bèo cũng phải cả 2-3 tuần. Tại mình làm việc với lại những cái người mà gọi là đối tác á, những cái đồ nào mà nhập từ Trung Cộng qua bèo bèo 2-3 tuần, và khi mà đùng cái như hiện tại bây giờ đang là Tết thì nó xích đeo 1 tháng trời luôn, áp lên từ 2-3 tuần bây giờ nó lên là 7-8 tuần. Thì bạn thấy như vậy nó bị lũng đoạn như thế nào đối với cái khả năng sản xuất của người Mỹ. Thì các bạn thấy nó bị ảnh hưởng tới cái chất lượng hoặc cái giá thành của người Mỹ. Tại vì người Mỹ họ vẫn phải làm, họ vẫn phải làm để họ kiếm tiền. Cho nên á, khi mà phụ thuộc quá nhiều như nước ngoài như vậy á, thì bên đây cũng bị ảnh hưởng. Mặc dù bên đây trả hầu hết như người ta cho biết Tết âm lịch là Tết chi hết, nhưng mà tự nhiên bình thường ship một món đồ từ Trung Cộng mất 3 tuần, nên mất 8 tuần. Người ta sẽ ồ tại sao vậy, kêu à tại vì cái nước đó nó ăn Tết xí. Thì những cái vấn đề đó mình biết là rất là nhiều người Việt của mình hoặc là người Mỹ họ không có biết, nhưng mà khi mà bạn làm việc nhiều, bạn biết nhiều hơn á, những cái phần đó là nó ảnh hưởng tới cái schedule, cái mục tiêu và cái công việc của bạn, right? À, thì cái bước thứ hai, như năm rồi, hồi xưa giờ những cái mask là cái gì ta, cái bao mặt á, bình thường người Mỹ như mình cái sơ bạn thấy ở trên này nè, đó đó là cái P95, nghĩa là nó lọc được những cái gì 95 á, nhiều thứ đó, ok, nhập từ Trung Quốc ra rất là dễ. Nhưng mà nó đùng một cái các cái con vi khuẩn đó, cái nó không thích nữa, nó không có đủ xài trong nước, nó không nhập qua, cuối cùng chết quốc. Cái công ty mà những người nào mà làm trong cái môi trường độc hại thì chất quốc có khẩu trang đâu đéo, các bạn thấy không? Đó là một cái yếu tố. Rồi bắt đầu công ty Nissan, rồi công ty GMC, rồi những cái công ty sản xuất ô tô á có filter nó mới chuyển qua nó làm lọc giấy rồi này nọ. Các bạn thấy nó rất là stupid không? Và nhiều người hiện tại vẫn không có nhận ra, nhưng mà họ vẫn muốn tăng cái minimum wage rồi để push những cái công ty đó ra nước ngoài lại và lặp lại cái quá trình đó. Thì trong cái tương lai hả, giống như thằng Trung Cộng với lại thằng Úc chẳng hạn, thằng Úc phụ thuộc cái gì về Trung Cộng á đó, rồi bây giờ nó đùng cái nó không thích nữa, rồi cái chết quốc luôn. Thì đó là những cái vấn đề nếu mà mình là một người bình thường, mình đã nhìn ra như vậy. Mà có thể là tại vì mình sống ở cái xứ cộng sản cho nên mình biết được những cái điều mà cộng sản nó luôn luôn nó muốn làm. Nó không có nice như cái người bên phương Tây. Người bên phương Tây giả sử mình ghét nhưng mà nó rất là đạch rồi, logic. Còn cái bên cộng sản á, nó rất là nhỏ nhen. Khi mà nó ghét cái gì á là nó làm mọi thứ để nó triệt hạ luôn. Nhưng mà cái bọn Mỹ, cái bọn Tây á, nhất là cái bọn theo dân chủ, thì nó lại không có hiểu. Giống như ví dụ như hồi xưa nó nói cái vụ mà mở cửa đồ giúp cho Trung Cộng phát triển đó,
Thì cái lý do rất là stupid. Nó nói là bởi vì nước Trung Quốc cộng sản nó nghèo cho nên đất qua dân của nó không có được tự do, cho nên giúp cho nó giàu đi rồi dân của nó sẽ được tự do. Đó là cái cách suy nghĩ. Yeah, mình nhìn ra thì rất là hợp lý, nhưng mà mình sống, bản thân mình sống ở cái xứ cộng sản, mình biết nó không bao giờ nó xảy ra. Tại vì cái đất nước nó giàu lên không có nghĩa là nó không có liên quan gì tới cái vụ tự do ngôn luận này nọ. Nó giàu lên nó còn muốn là kiểm duyệt hơn nữa kìa. Và bây giờ một số, hầu như một số ít người Mỹ, chính trị gia Mỹ nó nhìn ra rồi, nhưng mà họ vẫn, cái đám dân chủ thổ tả nó vẫn chưa có nhìn ra cái vụ đó. Nó vẫn tin là cái điều khi Trung Quốc nó giàu lên và nó sẽ sự thật, nhưng nó không có hiểu là thằng Trung Quốc hiện tại nó đã rất là giàu về kinh tế rồi. Cái quân sự của nó vẫn đổ nhiều tiền vô quân sự, nhưng mà bù lại nó vẫn xây dựng cái quân đội để nó kìm cái dân của nó hơn. Thì mình là cái người sống ở cái xứ cộng sản cho mình nói, mình mới hiểu được cái phần đó. Còn Mỹ Tây Cơ nó ngồi nó nói cho ngọt bùi cái lỗ tai thôi. Đó thì mà các bạn thấy mình đi xe khi mình qua lên rồi đó, mình hay quay đầu lại mình nhìn đằng sau, tại vì mình không có tự tin về cái electronic. Thực ra trên đây này, khi mà các bạn nhìn, khi mà có xe bên cạnh nó nằm ở trong cái blind spot á, thì nó sẽ hiện là cái đèn ở trên cái đèn xi nhan á, thì nhiều người lười á chỉ cần nhìn vô cái đó thôi và tự tin. Nhưng mà mình hồi xưa giờ mình lái xe quen rồi, khi mà qua lane rồi đó, mình cứ thích là mình liếc qua về sau như vậy, liếc rất là nhanh để mình phải coi cái xe trước, lỡ mình lúc mình liếc như vậy á, mình mà cái xe trước nó chơi nó thắng á thì mình cũng chết đó. Mình lý rất là nhanh ra rồi mình quay lại mình lái tiếp đó. Thì một trong cái kỹ năng mà mình muốn chia sẻ khi mà lái xe, cái kỳ kỳ trên cái đường này là các bạn thấy 1 2 3 4 5 5 len nó chuẩn bị, nó mơ vô mất một len là còn 4 len đó. Và các bạn biết speed limit là nó cho bao nhiêu không? 55. Bà con đâu bé, các bạn thấy mình đó, mình chạy đó, đâu ai chạy 55 đâu. Tại vì 55 nó rất rất là chậm luôn.